Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung Thân, Hình Tỵ, Hải Tỵ, Phá Hợi, Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1, tức ngày 16 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1, tức ngày 28 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1, tức ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1, tức ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trà Mộc. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 1 âm lịch. Tuổi Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Bản mệnh thuộc mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao. Ưu điểm của các tuổi Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Xem tử vi tháng 1 âm lịch cho biết,
đây là một tháng khá tốt cho sự phát triển sự nghiệp của người Ất Sửu sinh năm 1985. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Ngoài ra, trong mặt sức khỏe, người tuổi Ất Sửu cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Kênh Dương Kim gặp sự âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Sửu, trong tháng 1 âm lịch cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ Ất Sửu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 29 tháng 1 tới ngày 12 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu. Trong tháng 1 âm lịch, công việc của các gia chủ tuổi Ất Sửu thuận buồm xuôi gió, gặt hái được những thành công đáng kể. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Ất Sửu cho biết bản mệnh sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây đều là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng của bản mệnh. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên bản mệnh có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê, lạc lối. Hơn nữa, bản mệnh luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án có thể xảy ra nhờ sự lo xa mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Ất Sửu. Tử vi tài lộc tuổi Ất Sửu năm 2021 nhận thấy, trong tháng 1 âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến cho bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Xét về tài vận tháng 1 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu biết quản lý tài chính, nên dù mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng rỉnh, chi tiêu. Hơn nữa bản mệnh có tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho mình những tình huống xấu nhất. Có tài vận ổn định, người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh lại chăm chỉ, cần cù nên việc làm ăn buôn bán không đến nỗi nào, đồng ra, đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều, kênh phong thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình. Chớ nên vì thói sĩ diện mà mua sắm, nghiến răng hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng, bạn đã rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Để may mắn thành công, các gia chủ Ất Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chế được linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo. Trong tháng 1 âm lịch, bản mệnh không còn đào hoa như trước, vì vậy tỷ lệ tìm được người như ý khá thấp. Thời điểm này, tốt nhất nên tập trung cho sự nghiệp, không nên vương vấn quá nhiều cho tình cảm. Người đã lập gia đình cần quan tâm đến gia đình hơn, không nên dồn hết trách nhiệm cho nửa kia, dù công việc có bận rộn đến mấy. Có thể điều này khiến đối phương cảm thấy bạn hơi cứng nhắc, nhưng với bản mệnh, đó là điều cần thiết để bạn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự nhàm chán có thể khiến cho mối quan hệ giữa hai người dần hạ nhiệt.
Đừng để mất lý trí quá mức, hãy lãng mạn trong phạm vi có thể để nuôi dưỡng tình cảm, hâm nóng tình yêu để cảm xúc giữa hai người luôn như thuở ban đầu. Với người độc thân, có thể bạn đang không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn tự thấy bản thân vẫn có thể sống tốt dù không có ai bên cạnh, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải lo toan cho người khác. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân tam giáp khai vận. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc và hòa hợp cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Ất Sửu. Trong tháng 1 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Sửu khá tốt. Tuy nhiên, bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt, bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục hoàn thành các mục tiêu. Xem tuổi Vi 2021, sức khỏe của người tuổi Ất Sửu không có vấn đề gì lớn phải lo lắng trong tháng 1 âm lịch. Dù thế, bạn vẫn cần chăm tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận. Vòng tam giáp khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc. Trên đây chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Ất Sửu trong tháng 1 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.